promotion cũng như kênh fanpage của chúng tôi. Và cú phá bi tốt. Chịu mà không có một cái tình huống điều nào khác ngoài việc thả nhẹ bi số 3 và Lotus phía xa thôi. Đó là con bi rất tốt của sang tới đây để tập luyện rất kỹ càng cho tới khung giờ rất muộn ở giải đấu này Philippines. Khi giải đấu này chuẩn bị được diễn ra thì đã có một cái thông tin rất mới và thú vị, đó là các cầu thủ trẻ được giảm 50% lệ phí tham dự để tăng cơ hội cho các cái tài năng của Việt Nam. Chúng ta có thể thấy những tay cơ rất ít tuổi và một cú A bóng tốt. Nhiều lắm bạn Cương Nguyễn ạ. Vâng, rất tốt. Cần một sự va chạm. Vâng, đó chính là sự va chạm quan trọng. Ra hơn 200 đô để thi đấu tại Việt Nam là một con số không hề nhỏ. Nhưng tuy nhiên các vận động viên họ vẫn tình huống hai băng lên bi số 8 thôi. Như vậy là cầu thủ John Rebon quyết định xử lý tình huống một cú cài áp 9, nhưng mà góc này thì chắc chắn sẽ có điểm số rồi. Bằng một cú carom và cân bằng tỷ số 1-1 dành cho tay cơ người Philippines. Ngày hôm qua thì cũng có khá nhiều những khá hơi mát xê một tí và tới được má bi số 2. Cũng là vào thành băng phía bên tay phải. Vâng, rất hay. Và các bạn có thể thấy tình huống đầu cơ vừa rồi của Louis Chan cực kỳ táo bạo khi mà hoàn chỉnh. Phơi rồi ở lỗ giữa phía bên tay trái. Vâng, đã có may mắn xảy đến dành cho Louis Chan. Những con bi như vậy tỷ lệ ăn thành. Vâng, lần này thì may mắn đã không mỉm mãi lịch thi đấu trọn vẹn của giải đấu này trên trang chủ của Digital Pool. Và link ở đâu thì vâng, với một cái bàn nghỉ mới như thế này thì vâng, chúng ta có thể thấy là điểm chết của Louis Chan trong trận đấu này rất tốt. Rất tốt. Vâng, lần này thì sai số đã đến khá nhiều trong viên bi đó. Tệ phải. Đánh một cú rất khéo léo để cái có thể qua được mặt hoặc không va chạm với bi số 8 đây. Đầu gậy rất tốt trong pha bi vừa rồi. Có vẻ như hơi nhẹ. Vâng, không có gì sai sót cả. Tỷ số được nâng lên 3-1 dành cho John Rebon. Bi tốt của John Rebon. Như vậy là John Rebon quyết định thực hiện cú A bằng luôn, thiếu băng trong tình huống bi đó. Một cái má như thế nào đây để có thể ra vị trí bi số 6 đẹp nhất được. Số dành cho Louis Chan trong tình huống bi này. Tỷ số được
rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho tay cương người Đài Bắc Trung Hoa. Vâng. Một cú đánh lái bị quá đà của Sơn Đông. Thưa bạn khán giả Bảo An. Vâng, chúng ta có thể thấy là kỹ thuật của Lôi Chan trong tình huống bi vừa rồi có thể nói là rất cao. Những cái suất qualifier để được tham dự vào giải đấu đó của KK King, fanpage của KK King. 3 đều. Cú phá bi vô cùng uy lực của Lôi Chan. Thực cú 2 băng rất dài, đều gậy trong tình huống vừa rồi vô cùng chi tiết. Đó là hơn thôi các bạn ạ. Cái sẽ chạy khoảng tầm 2-3 băng về bi số 5. Rất hay. Pha đánh võng tránh được sự va chạm. Và 4-3 dành đến cho tay cơ người Đài Bắc Trung Hoa. Đủn cái bi số 3 tiến lên và cái dính vào cụm 5-8. Một con bi có lẽ sẽ... Vâng, một cú A bằng thủ rất... Vâng, như vậy chắc chắn đã làm tình huống sút tê thủ nhưng... Nếu băng lên nhìn thấy bi số 4, nếu không sẽ bị một cái má ngang của viên bi của số 4. Xem nào. Đấy các bạn ạ, nếu như có ăn cái tình huống này thì cũng sẽ đuôi 5. Bằng một cú đánh bi với tốc độ ra ngọn. Vâng, không ổn rồi. Ồ, như vậy là bi số 5 còn đứng riêng các bạn ạ. Chúng ta có thể thấy là... Một tình huống. Vâng, áp lực mua vé máy bay sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội lấy vé máy bay thi đấu ở một giải đấu khác. Không những dành cho Ronaldo. Vâng, 4 đều. Một ván đấu không thể tin nổi đến từ hai tay cờ chuyên nghiệp. Cú phá bi khá đen đủi của Ronaldo. Thậm chí là tới băng số 2, đồng gậy rất tốt. 9. Tay cờ người Đài Bắc đang rất thích sử dụng những cú đánh bi táng hay là những cú đánh với lực lớn. Để sau trận đấu này sẽ là trận đấu của tay cờ người Philippines Quemayat và cơ thủ Đặng Bắc Ninh, một trận đấu rất hay. Vâng, thành công rồi. Tuy nhiên nói tình huống đẩy như thế nào đây với của tay cờ này.
Ôi, và điểm số thứ 6 dành đến cho đôi Chan là trông thấy rồi. Tầm 3 băng ra điều bị số 3. 1-2. Vâng, rất khéo léo chạm nhẹ vào má mỏng bi số 8. Đón một con bi không hề đơn giản khi mà cầu tay đặt khá. Đôi Chan đã bắt đầu có sự tăng tốc. Cho bi số bi cái vượt qua khu vực lỗ giữa phía bên tay trái. Đánh rất hay. Mới dành cho đại diện Đài Bắc Trung Hoa Lui Chan. Vâng, một tình huống trận đấu này kết thúc và trên luồng live bàn TV1. Vâng, một cú đẩy rất thoát tay. Một cú đẩy dưới đỉnh bi một đầu gậy. Để táng một chút mở góc rộng, vì bi chủ sẽ một băng dựng lên mà không bị côn vào thành băng dài phía bên tay trái. Vuốt thủ luôn. Đấy, một tình huống vuốt thủ má mỏng cực kỳ hay của đôi Chan. Con bi đấy phải đạt thang điểm 10 các bạn ạ, trên... Và đó là một cú đáp lễ cực kỳ tốt của John Rebong. Một cú chết luôn viên bi mục tiêu số 2. Má này hơi nặng. Vâng, như vậy là tay cơ người Đài Bắc quyết định thực hiện cái cú đánh về lỗ tiếp phía xa thay vì là lỗ giữa bên đây trái. Vâng, rất hay. Vừa rồi là một tình huống chém mỏng rất tốt của John Rebong. Cài thêm một chút áp phê để cúp. Vâng, như vậy là Rebong quyết định thực hiện cú nhấn 5-8 dành đến cho đại diện của Philippines. Vâng, bi số 9 đã di chuyển nhưng không thành công phòng thủ. Ui. Vâng, như vậy là một cú đánh có phần táng một chút. 9 đón con vi đẳng cấp rất cao. Các bạn có thể thấy là lực của viên bi chủ nó cắn một cái lượng cu lê rất lớn nhưng góc lại được bẻ ra rất rộng trong tình huống. Rồi. Vâng, quá chính xác trong tình huống bi vừa rồi. Một phá bẫy trông thấy của John Rebong khác và điểm chết. Mọi thứ đang hơn hẳn và vượt trội so với John Rebong ở trong rất nhiều tình huống bi điển hình, những khoảnh khắc là rất khó khăn. Và kết thúc trận đấu này của Lui Chan.
Đấy, viên bi chủ đã được chạy với một quỹ đạo cong sau một tình huống đánh cuộn cu lê cực kỳ lớn như vừa rồi. Vâng, và trận thi đấu chắc chắn sẽ được kết thúc với tỷ số 9-5 vô cùng hay và xứng đáng trong trận thi đấu đầu tiên của giải đấu này dành đến giữa hai tay cờ Zonebong.